Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị, nghề biển vốn nhiều nhọc nhằn, gian khó và cả những hiểm nguy. Nhưng vì sinh kế, những người dân ở làng biển phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vẫn bám biển giữ nghề. Đời này qua đời khác, họ truyền nghề cho nhau. Cũng vì thế mà trẻ em ở đây phải phụ cha mẹ, làm quen với việc với nghề từ rất sớm. Nhiều em đã phải rời bỏ ghế nhà trường để cùng cha mẹ mưu sinh. 11 giờ trưa khi tàu cập bến cũng là thời điểm Khánh mong đợi nhất. Vì đó là lúc ông và bố của em đi biển trở về. Hôm nay, gia đình em thu hoạch được mẻ cá đầy. Dù không phải đi biển, nhưng Khánh rất thành thục với những công việc phụ giúp cha và ông như thế này. Em thích đi biển. Bởi vì đây bố là ông. Mẹ không có tiền cho một người học thâu, còn con thì ở nhà đi biển để kiếm tiền về nuôi mẹ và em. Đối với làng An Hải thì đi biển được coi là một nghề truyền thống. Chính vì vậy, ngay từ rất sớm, những bé trai đã phụ ông và cha mình để làm nghề biển. Làng An Hải trải dài dọc theo bờ biển. Hầu hết bà con đều sinh sống bằng nghề biển từ nhiều đời nay. Cuộc sống gắn bó với nghề biển nên người dân đã lập dinh thờ ông Nam Hải. Bà con đi biển vẫn quen gọi là thờ ông. Gia đình ông Dũng đã sống ở làng An Hải này được 3 đời. Đàn ông trong nhà chỉ có nghề duy nhất là đi biển. Chính vì nếp nghĩ đó mà các cháu của ông Dũng, dù đang ở độ tuổi đi học, cũng lần lượt rời bỏ trường lớp để học nghề truyền thống của gia đình. Trong nhà, cháu học cao nhất cũng chỉ đến lớp 10. Có cháu nghỉ từ năm lớp 3. Làng Phú Hải này là 100 người đi biển hết 100 người không? Chỉ có đàn bà nấu chợ thôi, còn nào không đi biển. Thế còn trẻ con thì sao ạ? Vừa nó thấy biển giá làm, vừa nó ham á. Còn biết chữ được à, biết chữ, biết đọc, biết là được à. Trẻ em làng biển An Hải không phải không ham học. Đã có một số em nỗ lực, quyết tâm học đến cao đẳng, đại học, nhưng rồi không tìm được việc làm phù hợp, cũng đành từ bỏ tấm bằng để quay trở về với nghề đi biển. Khi mà ở những vùng sâu, vùng xa, chuyện trẻ em phải bỏ học giữa chừng vì cha mẹ bắt con cái lấy vợ, lấy chồng sớm, đang lui dần vào quá khứ, thì ở các vùng ven biển Nam Trung Bộ, chuyện trẻ em nghỉ học vẫn đang hiện hữu. Đáng buồn là các em phải nghỉ học vì miếng cơm, manh áo. Thì nó cũng chứ, con cũng thích đi học mà giờ mẹ em có tiền, thôi mẹ cho con nghỉ thì con nghỉ. Thôi mẹ em có tiền để con đi con kiếm cá về rồi cho mẹ ăn. Thì bây giờ muốn cũng muốn cho nó học mà bây giờ có cái hoàn cảnh như vậy, dù tiền đó mà đủ khả năng mà cho nó đi học. Dù ăn hàng ngày đâu có tiền mà ăn để sống. Gạo thì đi xin người ta đó, như dầm lớn rồi ta cho, khóc chứ. Hậu giờ thấy nó đi về nó kêu mẹ, đi về biến rồi kêu mẹ, con về. Họ cầm bầy cá về, mẹ cá à, con tậu con, thương con hay sao. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó khó khăn quá, cũng phải chịu thôi, chứ thấy con đau lòng. Liệu những công việc nhặt cá, mỏ ốc, cào nghêu có được coi là một nghề đảm bảo cho các em có tương lai ổn định? Cuộc sống mưu sinh qua ngày đã khiến nhiều bậc cha mẹ không còn để tâm đến việc học cũng như tương lai bền vững cho con cái mình. Các em chủ yếu là bỏ học ở cái tuổi mà từ 14, 15 bởi vì hoàn cảnh gia đình. Thứ hai là các em đã hỏng kiến thức. Và sau khi bỏ học xong thì các em lại theo ba mẹ đi lao động biển. Đã đến lúc những người dân làng biển cần phải thay đổi nhận thức về chuyện học của con cái. Bởi xuất phát từ chính thực tế cuộc sống đang đòi hỏi người lao động làm nghề biển hay bất cứ một nghề nào khác, cũng rất cần phải học và có kiến thức.